Mỗi lần về là mẹ con mình sẽ đi ra để thăm bố một lần mọi người ạ. Nhưng không có tên sao mà nhớ được nhỉ? Thế mà anh nhớ. À có tên, có tên. Budi. À có tên, có tên. Thế mà sao anh vẫn nhớ? À. Có internet mà. Hôm nay nhá, mình sẽ làm món lẩu gà lá é cho cả nhà bên này ăn. Đấy, và cho cả mọi người ăn luôn. Đấy. Bây giờ trước tiên mình phải đi bắt gà đã. Nói chung là đấy, tất cả đây, đất thì vợ mình thì chỗ này là chung, còn hai vợ chồng là ở cái nhà này. Còn lại đất từ đây hấp đến hết kia là của mình nhé mọi người. Biết bắt gà không? Biết ai dám không? Ai dám? À, đi vào đây. Đi đi, cô đi. Ôi xít gà nhiều thế. Đúng là chuồng gà nhiều xít gà thật đấy. Gà vịt các thứ đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Mì cô. Go. Đâu thịt con nào? Thịt con nào thôi. Đây con đỏ kia. Kia. Đi cô. Xử lý nó. Con sẽ mang ngàn. Lúa ra. Ờ đúng. Go đi. Bên kia rồi, chạy sang bên kia thôi. Anh nghe nó chạy sang bên kia rồi, bên kia rồi. Bên này, bên này. Đây đây, bên này này. Nó chạy sang vườn bên kia rồi. Nó chạy vào chuồng trong kia thôi. Vào đây kiểu gì? Đây này, có cái lối kia. Chuồng gà có lối mà chưa ai vào. Đây kia. Đây đây, nó đây, nó chính nó. Anh ơi. Con bé này. Anh cánh phải, mi có cánh trái đấy. Đây em cánh giữa này. Đấy đây 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 đây. Ui đây 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 đây. Ui giời ơi. Nó bay. Ui. Ôi trời ơi, chuột rồi. Mày chửi tao đấy à? Nó bảo anh có con gà thôi mà không bắt được ấy. Nó mà còn bay ra bên ngoài mà hết cứu luôn này, coi kìa. Đây kìa. Này. Đây thấy chưa? Đó. Trong đường ghê đấy. Đấy. Ui rồi.
không? Sao chú ở đây? Cô ta cũng xa cú. Thì mình thịt con này luôn. Ô mày bắt nhỉ? Vợ bắt rồi. Vợ bắt á? Thôi vợ đừng nói phét. Bắt rồi kìa. Thật à? Nói tất. Đây, 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 ra đâu? Này, kéo nó chạy mất, nó mất ân đấy. Bế nó cẩn thận, mua xem nó nào. Hình ảnh Đạt Villa và Miko đi mua rau. Đấy. Không có lái à? Để chồng đi bảo bà Tum đi vặt thêm rau lá hé nhá. Mà bà Tum bảo cái chồng đi giặt vặt vặt thêm rau lá hé. Thế bạn cơm ăn đi má. Má. Má ơi. Cơm ăn đi. Má. Cơm ăn đi. Mẹ đưa con trai đi mua lá hé. Ở nhà vẫn hơi ít. Mà tôi bảo thế là nhiều thôi. Nhưng mà căn bản ở bên này không ăn lẩu mấy ấy. Đúng rồi. Không ăn rau mấy. Nhưng ở Việt Nam mình lẩu là phải thật nhiều rau. Hôm nay sẽ kêu lại mạ Tum lẩu gà này. Ôi xời ơi, nãy ơi. Kurang emang Mbak Nih kurang akeh. Aku ngeyel kok Mbak Nih. Lah dia tuh ya, wong sak menembak Nih kok. Mak, nah, mak, nah. Yo nay pak gok. Tolong, Bu. Ya. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Bảo tôi bảo mày làm tao hơi mệt rồi đấy. Nhìn tao chiều mày quá mày hư đúng không? Không nhiều vẫn hơi ít thật. Phải khoảng độ. Anh ơi ớt này ớt gì nhỉ? Sao dài thế này nhỉ? Ớt đấy là kiểu để làm cái Sambar ấy hả? Sambar đấy. Dạ, yeah, makasih ba. Dạ. Cứ chặt ra xong mình lúc nào mình ăn thì mình làm. Mình cứ chặt ra trước, đến lúc nào mình ăn thì mình chỉ việc làm thôi, không đến lúc nào lại phải chặt vừa chặt nhé. Nhé. Tao không thể nói gì nữa. Cho ba vào đây nó vợ đi. Vợ đi đâu? Thì em. Bây giờ đi em ạ. Ô, ngày mai tặng chú cái gì? Vợ không có tiền nè. Ngày mai đi. Ngày mai đi, vợ đi 7 giờ. Ai tiễn 7 giờ. Mà tôi ngày mai đi 7 giờ. Cái két sắt rút sau. Ừ, lấy cái két sắt xong rút về để vào két sắt sau. Ở nhà chuẩn bị đi ăn cơm. Nhá. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Làm khủng bạc rồi. Nhiều lắm. Đây được dùng đây. Úi xô. Sôi sùng sục. Bánh còn quạnh. Bánh còn quạnh. Ngon chưa? Nước dùng này. Xong. Thôi đi thiết kế quạt đi. Quạt. Ô, quạt này gió rồi to kìa. Ừ, được. Gì? Quạt cái lợi cái pa sang nhé. Lấy cái ăn nhé. Dạm nhé. Ăn cái gì? Yeah, nhìn quả nước dùng này mọi người thấy kích thích không? Ừ đấy, úi giời. Cứ để dùng cái thìa này thôi. Thìa to thì không đưa cho người ta. Đấy, sổn. Tắt nước. Để cái pin tở. Chúng ta mang cái mang là chê. Đồ 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 đấy anh ạ. Thứ không thể thiếu là lá é này. Lá é gì đó. Đấy. Đấy. Có tí mùi ngay hả? Thơm chưa? Cái gì đây? Masterchef Đạt Villa. Trời. Ơi, ra ăn đi này. Cả ta cả.
Chị cứ đi la kia là trái. Kia là sao nêu ra xin hoa nhé. Xin hoa nhé. Kia này này vạ trồ hồn nhé. Ê, ăn được như nào gà là é nhỉ? Vâng. Đó còn mùi là é nữa đúng không? Ăn đi Nana. Một chén đi mà chứ. Đang ăn uống cả đây nên rồi. Sao vào cái? Này Indo ăn như này. Nico đang đi làm. Ồ. Để một tí thì nữa đi về. Không đang ăn, con đang ăn. Ora, sẽ nên cắt giảm thế. Anh đi. Thế đi. Vì ta 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 đi. Ừ. Nói chung là tình hình là cơm canh nó đảm bảo thôi, còn lý do gì muốn. Đấy. Thôi thì mời cả nhà ăn được cùng anh em mình nhá. Anh cùng gia đình nhà mình nhá. Nói chung là lá é Indo ăn giống y là é Việt Nam, giống nhau vậy. Cả em bé nữa đâu? Em bé về à? Ăn bé thì đáng cười, nó ăn thế. Ăn như lá é ấy nhỉ? Ừ. Gà nó giống gà nó chứ đúng không? Amani. Omangi. Cơmangi. Ừ, cơmangi. Ừ. Ngon mà. Cái nặng. Này thì gà mạ tum nhìn nó xuất sắc nhỉ? Xuất sắc. Sở quả thì gà mạ tum nhìn xuất sắc, nhìn quả da này. Quả da xoăn tít luôn. Ừ. Thịt cho vào nước sôi cái nó xoăn lại, nó nở ra. Gà đi bộ đấy. Gà này là gà là tập thể hình ấy. Gà tập gym ấy. Gà da nó xoăn có nghĩa là gà ngon, hiểu không? VIP Pro. Rồi mời mọi người nhá, cameraman ăn cơm đây nha. Mọi người ơi. Mọi người like, subscribe, đăng ký kênh mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi sẽ có một dịp em sẽ mời mọi người ăn thịt gà nấu gà này của em. Em sẽ tự tay nấu cho mọi người ăn. Mọi người đi ăn. Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Ăn cái gà giòn. Mà nó còn chỉ bỏ thế con nó cái lọc.